Thưa quý vị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng được đầu tư đổi mới phương thức tổ chức hoạt động qua các năm, tùy vào tình hình thực tế đã thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức, đồng thời tạo điểm nhấn cho thành phố về đêm, qua đó tiến tới hình thành sản phẩm văn hóa đặc sắc hai bên bờ sông Hàn. Năm nay, thành phố Đà Nẵng ban hành danh mục các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn từ tháng 1 đến tháng 12 với các hoạt động thường niên theo chủ đề từng tháng trong năm và các hoạt động định kỳ nổi bật như hô hát bài chòi và biểu diễn nhạc cụ dân tộc, vũ hội đường phố, ảo thuật đường phố, âm nhạc đường phố. Đầu xuân thì chị thấy tạo như họ có những cái chương trình vui chơi này thì tạo được mọi người có chỗ cái khu vui chơi để đến chơi gia đình rồi nữa. Thì nói chung là thấy không khí náo nhiệt, rất là thích. Đặc biệt là dòng sông Hàn thơ mộng thế này, khi có những hoạt động ở hai bên sông Hàn thì thực sự là sẽ tạo những cái điểm nhấn rất nổi bật, thu hút khách du lịch. Thì em thấy cái hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ ở khu vực ven sông Hàn thì thực sự là rất lý tưởng, và đây là một cái, có thể nói là một cái sáng tạo trong cái cách phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị chủ trì để đầu tư đổi mới phương thức tổ chức hoạt động về nội dung lẫn hình thức, đảm bảo có sự mới lạ thu hút người dân và du khách tham gia. Mà sự trở lại lần này, chúng tôi tăng cường tập luyện, đưa tất cả các cái câu ca tiếng hát mới, đưa mọi cái hình thức nghệ thuật hấp dẫn để vào cho bài trò lần này và tiếp tục phục vụ cho quần chúng nhân dân sắp tới. Chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi cho biết, để người dân và du khách có thể đón nhận được hoạt động này một cách lâu dài, thì nghệ thuật ngày càng phải được nâng cao hơn. Làm thế nào để tạo sự hấp dẫn thu hút khách đến ngày càng đông? Thì tôi cũng mong ước được các ngành, các cấp, các ban ngành, các lãnh đạo tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho nghệ sĩ, cho nhà công. Họ có điều kiện, họ tập luyện và họ có điều kiện để họ sinh sống, để họ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc này. Hiện nay vào mỗi tối cuối tuần, thành phố đều có hoạt động cầu rồng phun lửa phun nước, chợ đêm Sơn Trà diễn ra hàng đêm ngay khu vực đầu cầu rồng. Những hàng quán ẩm thực trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng cũng là những điều kiện thuận lợi để góp phần kéo du khách về đây thưởng thức các món ăn, cũng như thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra hai bên bờ sông Hàn.